việc tự lấy mẫu xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 hiện đang được nhiều gia đình áp dụng. Tuy nhiên, lấy mẫu như thế nào cho đúng và để thu được kết quả chính xác nhất? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hướng dẫn sau đây. Để thực hiện việc test nhanh tại nhà, cần chuẩn bị một bộ kit test và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Trước khi lấy mẫu, người lấy mẫu cần thực hiện vệ sinh, sát khuẩn tay. Tư thế ngồi lấy mẫu, đầu nghiêng về phía sau một góc 70 độ. Đưa que lấy mẫu qua lỗ mũi, đẩy sâu vào tị hầu đến khi có vật cản thì dừng lại. Xoay que 3 lần và giữ yên 5 đến 10 giây. Nhẹ nhàng xoay và rút que ra khỏi mũi. Nhúng đầu que lấy mẫu vào ống chiết. Xoay và miết đầu que vào thành và đáy ống 10 lần để đầu que ngâm trong dung dịch 1 phút. Ép hai thành ống ép vào đầu que, từ từ xoay que và ép đầu que khi rút để thu được càng nhiều dịch càng tốt. Đậy chặt ống bằng nắp nhỏ giọt, lắc mạnh ống theo chiều ngang 10 lần để trộn đều mẫu. Nhỏ 3 giọt tương đương với 10ml mẫu chiết từ ống vào ống nhận mẫu của khay thử và bắt đầu đếm thời gian. Đọc kết quả sau 15 phút. Âm tính chỉ xuất hiện vạch chứng C. Kết quả cho thấy không có kháng nguyên SARS-CoV-2 hoặc nồng độ dưới mức phát hiện. Dương tính xuất hiện vạch chứng C và vạch kết quả T. Kết quả cho thấy mẫu bệnh phẩm có kháng nguyên SARS-CoV-2. Nếu kết quả dương tính, cần giữ bình tĩnh, báo ngay cho y tế địa phương cách xử lý kịp thời, không chủ quan nếu có kết quả test nhanh âm tính. Vật liệu đã xét nghiệm cần để túi riêng, bọc kín lại để xử lý theo quy định.